Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe crossover 7 chỗ ngồi số tự động quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Suzuki XL7. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh hơn 6 vạn km. Chiếc xe này là phiên bản số tự động quý vị các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc. Chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki XL7 2021 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Suzuki XL7 2021 số tự động này quý vị nhé. Một chiếc xe rất là đẹp và cũng đã độ thêm rất nhiều đồ luôn các bạn ạ. Nhìn ở bên ngoài thì quý vị các bạn thấy đây ạ, phiên bản này là 2021 1.5 các bạn nhé. Đấy, chủ xe đã độ thêm rất là nhiều đồ rồi. Nhìn về đằng sau thì rất là đẹp luôn bạn này, toàn bộ từ những cái cụm đèn hậu này. Đấy, chủ xe độ thêm cả đèn xi nhan đuổi này. Cụm đèn rất mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Tất cả các chi tiết đều rất đẹp luôn. Và xe cũng đã được chủ xe lắp thêm màn hình Android này, camera lùi, cảm biến lùi, đầy đủ option rồi các bạn nhé. Dàn lốp thì còn rất là mới đây các bạn này, dàn lốp rất dày luôn. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Gương chiếu hậu thì các bạn thấy đấy ạ, chủ xe đã độ thêm cả gương cầu này. Đấy, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Nhìn về cái phần đầu, phần ba đờ sốc trước của xe thì bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị cả đèn LED ban ngày, đèn daylight các bạn nhé. Đèn gầm là đèn bi, chủ xe đã độ thêm cả đèn bi gầm rồi này. Toàn bộ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là đẹp luôn. Đấy, cụm đèn pha đều mới luôn bạn nhé, chưa có bị xước sát, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu bạn ạ. Màu xanh rêu rất là đẹp luôn. Đấy, cụm đèn, cụm gương chiếu hậu bạn thấy đấy ạ, chủ xe đã độ thêm rất là nhiều gương. Đấy, cả gương cầu. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Giá nóc đầy đủ cả rồi. Đuôi gió các bạn nhé, dàn lốp thì còn rất là dày, la răng đúc mặt phay cũng chưa có bị xước sát gì cả các bạn ạ. Nhìn về cái phần bên ngoài rất là đẹp luôn, chưa có đâm, chưa có va gì cả đâu các bạn nhé, rất đẹp. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Đấy, phần nội thất từ những cái phần keo chỉ này, táp bi cánh cửa đều rất mới này, từ bậc cửa này cũng đều rất là mới luôn bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 các bạn nhé. Đấy, 2021 luôn. Nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất tại Indonesia. Đấy, nội thất ghế da màu kem rất đẹp luôn. Và đây các bạn xem này, toàn bộ những cái phần trên này còn chưa bóc hết ni lông này. Chủ xe chưa bóc ni lông này. Cam hành trình này. Màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi rồi. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây ạ, chiếc xe đã lăn bánh được 6 vạn 2 km này. Vô lăng, cần số, đấy, tay phanh đều rất đẹp luôn. Thảm trải sàn là đã có trải sàn da này, dưới là trải sàn da rồi này. Thảm 5D này, đấy, rất đẹp luôn bạn nhé. Cảm biến lùi này, chế độ chống trơn trượt này. Vô lăng rất đẹp luôn các bạn này. Cửa gió điều hòa này, toàn bộ những cái phần trần đều rất đẹp luôn bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Keo chỉ là còn nguyên zin đấy các bạn nhé. Chủ xe dán cái gioăng chống ồn này rồi, nhưng bên trong là keo chỉ là nguyên zin hết này. Đấy, toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, đấy, cho đến nội thất ghế da, nội thất ghế hàng ghế giữa này đều rất đẹp, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. 2021 rất đẹp luôn. Toàn bộ từ những cái trải sàn da này đều rất là mới luôn nhé. Chiếc xe này thì rất đẹp rồi này. Trần này, nỉ trần chưa bọc trần đâu, trần vẫn còn đang nỉ nguyên, rất đẹp luôn à, rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp. Hàng ghế này, hàng ghế giữa, hàng ghế sau
đều rất là đẹp. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Cốp sau của chiếc xe đây. Đấy, toàn bộ chủ xe rất là cẩn thận này, ốp hết cả những cái ghế. Đây là tôi tháo cái ốp ghế ra các bạn nhé. Ốp ghế này, nỉ trần này, đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nỉ trần đầy đủ hết luôn bạn ạ. Đấy, đều rất mới luôn này. Một chiếc xe rất là đẹp đấy các bạn nhé. Cam hành trình thì chủ xe lắp thêm là cái cam này nó lại mới rơi ra này. Cam rất xịn luôn. Cam này cam hành trình, cam phía sau này. Đấy, đây là cái cam hành trình từ phía sau bạn nhé. Tôi sẽ dán lại sau. Nó rơi đấy. Keo chỉ cốp sau còn nguyên zin luôn này. Đấy, rất đẹp luôn. Hàng ghế sau này cũng rất là mới các bạn nhé. Hàng ghế sau này này. Đấy. Hàng ghế này là hàng ghế thứ ba, đều rất là mới này. Nội thất đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau này, keo chỉ cũng còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này đều rất đẹp, toàn bộ từ táp bi đến nội thất này. Đấy, nội thất trần này, ghế này đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và đây là cái cánh cửa phía trước bên phụ bạn nhé, cũng là bấm tay để mở cửa này. Cánh cửa phía trước bên phụ này, toàn bộ những cái phần keo chỉ này là còn nguyên zin hết này. Táp bi cánh cửa này, quý bạn xem này, một cái táp bi cũng rất là mới luôn mà nhé. Chủ xe rất là cẩn thận này, còn bọc cái ni lông chống xước này này. Đấy, chủ xe bọc ni lông chống xước này, bây giờ bóc ra này ra là mới tinh luôn bạn nhé. Đấy, nhìn từ những cái bậc cửa này các bạn thấy đấy, rất là đẹp này. Nội thất bên trong, trải sàn này đều mới luôn bạn nhé. Đấy, nội thất ghế da này, hàng ghế trước này đều rất là mới luôn. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất đẹp luôn bạn thấy đấy ạ. Màn hình Android xịn luôn này. Rất nhiều các tính năng sử dụng này. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn. Tay phanh thì chủ xe còn bọc cả tay phanh này. Đấy, chủ xe còn rất là cẩn thận bọc luôn cả tay phanh quý vị các bạn nhé. Sách hướng dẫn các thứ trong đây không? Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Động cơ của chiếc xe đây. Suzuki cũng đã trang bị cho chiếc XL7 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít quý vị các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu này. Và động cơ này là còn nguyên zin đây các bạn xem này. Tất cả các con ốc từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này đều nguyên zin hết này. Cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước gì các bạn nhé. Ốc cabo này nguyên zin này, keo chỉ cabo nguyên zin hết luôn này. Đấy, cabo đây còn nguyên hết luôn bạn này, rất đẹp luôn. Không những còn nguyên zin và còn rất là mới trong cái khoang động cơ này các bạn nhé. Đấy, chủ xe đã độ thêm một số bóng đèn. Đấy, có cả ba lát này. Ba lát này là độ thêm các bạn nhé. Động cơ đều rất đẹp và nguyên zin hết luôn bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Suzuki XL7 2021 phiên bản số tự động, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh hơn 6 vạn km các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới luôn các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Suzuki XL7 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ. Những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người.
Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. We'll be right back.